Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là hơn 10 giờ sáng của ngày 6 tháng 9 năm 2021. Nửa đêm hôm qua thì anh Công Vinh, anh ấy đã có một cái buổi chia sẻ thách thức. Anh nói thẳng ra là thách thức CEO Nguyễn Phương Hằng đưa những cái bằng chứng. Và anh ấy cho CEO Phương Hằng 2 ngày để mà làm. Một clip rơi vào cỡ khoảng 12 phút thôi. Nhưng mà đã thu hút cái sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng. Bởi vì ngay trong buổi tối qua, cái lúc buổi giữa đấy, khoảng 4 phút tôi bắt đầu xem. Thì tôi đã thấy rằng là có đến hơn 100.000 người. Hơn 100.000 người đang theo dõi cái buổi livestream của Công Vinh. Tôi sẽ bình luận về việc này sau. Tuy nhiên, cũng liên quan tới CEO Phương Hằng thì trong clip này tôi chia sẻ một cái tin tức nó chấn động hơn. Nó là một giống như là một cái phát súng đầu tiên để mà tổng tấn công vào phía của CEO Nguyễn Phương Hằng. Và đây không phải là chuyện đơn giản nữa rồi, nha các bác. Đây không phải là chuyện đơn giản nữa và tôi sẽ đọc toàn bộ cái đơn tố cáo khẩn cấp. Đơn gọi là đơn tố cáo khẩn cấp của nhà báo Hàn Ni tới về CEO Nguyễn Phương Hằng, một cái sự nguyên văn. Đây là tôi chưa xác nhận nhưng tôi đã lưu trữ lại những cái đơn tố cáo này để các bác có thể thấy được này. Đó, đây là đơn tố cáo khẩn cấp và tôi không rõ đây có phải đơn của nhà báo Hàn Ni hay không, bởi vì không thấy chị đăng ở trên cái trang Facebook cá nhân của mình. Nhưng đây là một số cái bị rò rỉ ra. Thì chúng ta thử chờ đợi xem rằng là nhà báo Hàn Ni có xác nhận cái đơn tố cáo này hay không, được gửi vào ngày hôm qua, tức là ngày 5 tháng 9. Tôi sẽ chia sẻ đầy đủ nội dung này với các bác và mọi người. Và các bác và mọi người hãy nghe thật kỹ và sau đó thấy rằng là có nội dung này có đúng hay không. Và việc như nhà báo Hàn Ni này là việc đúng hay sai và việc pháp lý này sẽ đi tới đâu. Thì tôi sẽ đọc nguyên văn nhé, nguyên văn luôn nha các bác. Đó. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do khẩn cấp. Tôi xin lỗi. Đó, đừng rồi. Xin lỗi các bác. Đoạn đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Đơn tố cáo khẩn cấp. Kính gửi Ban tuyên giáo Trung ương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Chính, Thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an Bình Dương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Tên tôi là Đặng Thị Hàn Ni, sinh ngày 10 tháng 3 năm 1977. Chứng minh thư có đuôi là 132 và cấp ngày 31 tháng 10 năm 2016, vân vân. Bọn này tôi sẽ che cái thông tin cá nhân đi. Và nghề nghiệp thì là nhà báo. Đơn vị công tác thì là báo Sài Gòn Giải Phóng. Số điện thoại thì có đuôi là 323. Bằng đơn này thì tôi tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng sinh năm 1971, nơi ở 1765A tại Đại lộ Bình Dương, vân vân. Và nghề nghiệp thì là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, Bình Dương. Về hành vi 2 chấm vu khống, bịa đặt, xúc phạm danh dự nhân phẩm và làm nhục tôi và nhiều cơ quan nhà nước, cá nhân khác. Nội dung như sau. Liên tục 6 tháng qua, bà Hằng livestream chửi tất cả các lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo và công an tỉnh Bình Dương, tôn giáo, kiều bào ở nước ngoài, văn nghệ sĩ, báo chí, luật sư, vân vân và bản thân tôi. Bà dùng những từ ngữ thóa mạ, bẩn thỉu, vu khống, không có căn cứ pháp luật để vu vạ người khác và tôi nữa, để gây hoang mang, bất bình trong dư luận, làm mất niềm tin của người dân đối với nhà nước. Cụ thể, bà chửi thủ tướng quan liêu không xuống dân chống dịch, kể chuyện cha đạo đức chửi thề, kể chuyện cha đạo chửi thề, lôi lên các nghệ sĩ nói họ làm đĩ, giật chồng của người khác, đẻ thuê, gọi tên ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh là con chó và rất nhiều lời thóa mạ khác. Việc bà livestream vào giờ vàng trên các kênh
khiến mạng xã hội lan tỏa và ngôn ngữ văn hóa xấu đó đến khắp cả nước, gây nguy cơ làm cho văn hóa nước đất nước đi xuống. Đó. Riêng đối với tôi, bà Hằng có những hành vi vu khống, xâm phạm, nhục mạ tôi như sau. Ban đầu bà Phương Hằng nói rằng nhà báo Hàn Ni đứng sau Facebook luật sư Thanh Trần. Tôi có vào kiểm tra trang của Thanh Trần thì thấy người này có post cả chứng chỉ hành nghề của luật sư mang tính chính chủ. Nhưng tôi không hề quen biết hay là tiếp tay. Thế nhưng rất nhiều người phía bà Hằng vào Facebook tôi chửi bới xúc phạm tôi với lời lẽ tục tĩu. Do vậy tôi đã đăng bài trên fanpage của mình là fanpage nhà báo Hàn Ni. Nói rõ tôi không liên quan gì tới Thanh Trần và cũng không biết người đó là ai và giải thích luật việc bịa đặt vu khống người khác là vi phạm điều 155 tội làm nhục người khác và điều 156 của Bộ luật hình sự về tội vu khống. Thế là ngày hôm sau, tức ngày mùng 3 tháng 9, ở trên mạng xã hội lan truyền tin nhà báo Hàn Ni có câu kết với bọn phản động không? Mời quý vị đón xem vào lúc 18 giờ tối nay, ngày 3 tháng 9 năm 2021. Tin này được xuất phát từ Facebook Hà Ly, người được cho là thư ký của bà Hằng, và tuyên bố bà Hằng sẽ live stream trên các kênh Facebook, YouTube và liệt kê ra các kênh YouTube đó. Đây cũng là những kênh mà bà liên tục phát sóng chửi bới suốt 6 tháng qua. Và sau khi live stream xong thì bà không biết là có câu kết không, nhưng các trang như là Trương Cúc Huy, Ngô Long, Trần Dần, Lý Lắc, với tôi, việc bà Hằng đặt tiết câu view về một phóng viên, nghĩa đặt tiết câu view về một phóng viên báo đảng có câu kết với phản động, có câu kết với phản động không, là việc làm mang tính an ninh chính trị, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân tôi và cơ quan đảng, cần phải được xử lý. Cụ thể, buổi live stream ngày 3 tháng 9 năm 2021, lúc 17 giờ 15 phút, bà đã bịa đặt nhục mạ tôi với nội dung như sau. Con nhà báo khốn nạn, tống tiền người ta. Con Hàn Ni chuyên tống tiền doanh nghiệp. Hàn Ni như một con giang hồ, đại ca. Nhà báo Hàn Ni chửi, đám nhà báo khố rách áo ôm, đám nhà báo không ngồi cùng mâm với Hàn Ni. Hàn Ni là một con nhà báo Hàn Ni mất dạy, chuyên đi tống tiền doanh nghiệp rồi còn hăm dọa đập doanh nghiệp tơi tả nếu doanh nghiệp này không nộp tiền 5 tỷ, 10 tỷ. Hàn Ni là con người khốn nạn tận cùng, vu khống Hàn Ni và Đức Hiển là bọn phản động. Chửi Hàn Ni là con bần tiện, cặn bã của xã hội. Tiếp tục chửi Hàn Ni, Đức Hiển, Tất Thành Cang, chỉ chó chu thôi, tụi mày tuổi gì mà kêu ta phải xuất trình giấy kiểm định oxy. Tụi Hàn Ni là tụi bần tiện của xã hội, cặn bã của xã hội. Các bệnh viện thi nhau chia sẻ oxy mà nó lên mạng, ở đây nó giày xéo, bọn phản động cấu kết phá hoại để tấn công Đại Nam. Tất cả tụi Hàn Ni đều là mưu đồ cả. Chửi Hàn Ni là một con bá dơ, con tống tiền doanh nghiệp. Mày má thiên hạ hay sao? Tao nghe mà sôi gan. Bây giờ tụi nó phục kích tui, rình rập tui chờ sơ hở. Nó có phản động không? Nghe câu này, muốn tán vỡ mặt mày. Mẹ mày, cướp tiền người ta, mở miệng ra là không có tư cách đạo đức và liên tục đưa ra những hình ảnh cá nhân nhà báo Hàn Ni trên trang live stream. Hàn Ni từng bị sa thải, hạ nhục tư cách đạo đức con người Hàn Ni là con khốn nạn, ăn ở trên đầu trên cổ người khác. Hàn Ni, mày cứ đi kiện, thuyết âm mưu của mày quá rõ. Mày tính hại tao hả con Hàn Ni? Mày tính thay mặt Nguyễn Đức Hiển hại người. Tiếp tục đưa những hình ảnh riêng tư của vợ chồng tôi lên trang live stream và nói rằng tôi bồ bịch làm gái, rồi vu khống tôi đánh quỹ thiện nguyện của bà. Ăn nhậu say mềm ngả nghiêng nghiêng rồi ngả vào đàn ông, đưa hình vợ chồng tôi lên trên trang và tiếp tục chửi rủa. Hàn Ni dám chửi đám nhà báo rách nát. Hàn Ni chửi đám nhà báo rách nát. Đưa clip vu khống Hàn Ni bị sa thải tại báo Sài Gòn Giải Phóng. Tiếp tục chửi và đưa nhiều bài của Nguyễn Đức Hiển. Những tay nhà báo như thế thì có ghê gớm, tầm cỡ, phản động. Hàn Ni, giữa ta và mày phải một mất một còn rồi. Với kêu gọi cộng đồng loại bỏ nhà báo Hàn Ni rồi nói Hàn Ni là con khốn nạn.
Trong khi đó, tôi cam đoan luôn giữ tư cách đạo đức, sống chuẩn mực, tự sắp xếp thời gian tranh thủ học tập, nâng cao kiến thức. Đặc biệt, tôi hoàn toàn không có chuyện tống tiền doanh nghiệp, không cấu kết với bọn phản động. Những điều này bà Hằng tự bịa đặt vu khống cho tôi, đề nghị cơ quan chức năng buộc bà Hằng cung cấp chứng cứ, đề nghị cơ quan công an điều tra nếu tôi có bất cứ một hành vi vi phạm nào thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Cứ thế bà chửi và sau đó là hàng loạt account vào Facebook của tôi mà thả bom chửi bới tục tĩu, vu khống và gán cho tôi những tội mà bà Hằng nói. Hôm sau vào lúc 14 giờ của ngày 4 tháng 9 thì bà tiếp tục chửi nhiều người, trong đó có tôi. Thậm chí bà đe dọa đánh tôi, nội dung cụ thể như sau. Căng thẳng đấy nha các bác. Đó. Nội dung cụ thể như sau. Đừng có mà mang về thứ tư duy hai hàng và đặc biệt là đối đãi doanh nghiệp như con nhà báo Hàn Ni. Đi tống tiền doanh nghiệp thì không thể nào một đất nước phát triển được. Quý vị tin đi, khi con Hàn Ni nó kiện tôi thì nhiều doanh nghiệp sẽ kiện nó. Doanh nghiệp sẽ lột mặt nọ trần trụi của nó ra. Thiệt là vui, quý vị ạ. Mày đi tống tiền bao nhiêu doanh nghiệp, mày làm mưa làm gió trong cái báo chí này bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu kẻ thù, mày đánh mày lột quần áo người ta trong công sở của mày đang làm, mày cũng là gấu lắm đúng không? Tao mà gặp mày ngoài đời là mày vỡ mặt mày ra, xong rồi tao kêu công an tới phạt tao vài triệu được không? Tao đánh mày đó không cần người khác vì mày quá mất dạy, quá khốn nạn. Mày chơi thuyết âm mưu gì đó với con nhà báo Thanh Trần Điệp Già, với thằng Đức Hiển. Có tồi không quý vị? Tao đợi hết dịch, tao lại tới tận cơ quan của mày, nhìn thẳng cái mặt của mày nó đẹp xấu ra làm sao để coi mày cỡ nào. Tao nói là mày cũng trai vừa, gái vừa, hai ba hệ. Cái nào mày cũng được hết đúng không? Mày khác biệt một chút, tao sẽ đến tận cơ quan nó. Mày manh động, tao quất mày ngay tại chỗ luôn. Vậy thôi, riêng ai, chứ riêng tao là không có bệnh. Không có bệnh gì đây, không có bệnh cứ đâu nha, khốn nạn. Quý vị thấy không, nó lấy ngòi bút của nó ra làm bao nhiêu doanh nghiệp điêu đứng. 1 tỷ hả, chị đạp cho tả tơi đập vô mặt mày thì có 1 tỷ đập cho tả tơi. Vậy thì quý vị thấy không, miễn anh can của nó vui, quý vị thấy không, anh can của nó sẽ không bao giờ bị bắt bởi đã có Hàn Ni, có Đức Hiển. Trời ơi, thật là nhục nhã. Cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Trời ơi, ghê quá quý vị ơi, tôi không biết các cấp lãnh đạo trong ngành của tờ báo này có nghe tôi nói không nữa. Những cái thứ mà để trong công sở chỉ có đi hại dân thôi, không giúp được gì cho dân cả. Đó là lời trích dẫn. Và tôi tiếp tục này. Trước thực trạng một người xưng là doanh nhân Việt Nam lại livestream chửi thề, dùng ngôn ngữ tục tĩu, vu khống nhiều người, tổ chức nhà nước, rồi bỏ tiền chạy quảng cáo, lan tỏa đã khiến cho nền văn hóa của đất nước này xuống cấp, thì khiến xã hội bất bình, không chấp nhận được. Nếu không xử lý kịp thời thì sẽ ảnh hưởng tới một lớp người. Tuy nhiên, với những hành vi vi phạm pháp luật của bà Hằng đối với tôi, những người khác, cán bộ, nhà nước, v.v., tôi đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý bà Hằng với 3 tội. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, tức Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tội làm nhục người khác, Điều 155 Bộ Luật Hình sự 2015. Tội vu khống, Điều 156 Bộ Luật Hình sự 2015. Đồng thời, tôi kính thông báo nội dung bà Hằng đe dọa đánh tôi, kính mong cơ quan chức năng có cơ chế bảo vệ tôi trước những lời đe dọa của bà Hằng. Tôi xin cam đoan đơn tố cáo của tôi là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố cáo. Kính mong cơ quan xét đơn. Tôi xin chân thành cảm ơn. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2021. Người làm đơn ký tên Đặng Thị Hàn Ni. Căng nha các bác. Đây là phát súng đầu tiên. Tôi cũng nhiều rồi, cũng không muốn bình luận thêm nữa. Bây giờ 15 phút rồi. Thì tôi chia sẻ đơn này. Và các bác hãy để lại những cái bình luận của mình.
và chúng ta thử suy nghĩ xem rằng là chuyện gì sẽ xảy ra đợt tới nha các bạn. Chị Phương Hằng có để yên hay không, hay như thế nào đó, hay là cơ quan chức năng để xét điều này không? Bởi vì các điều khoản mà liên quan tới ba cái tội danh thì cũng căng ấy. Và cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành.